Rồi, đầu tiên là cách kết nối. Anh cắm guitar vào lỗ input, input lap mono guitar, output ra loa đây, main output này, cắm điện. Rồi Hú hướng dẫn thì Hú nói sơ qua cách lưu tiếng kìa. Thì đầu tiên á là mình cần phải tìm một cái track nó trống, nó có sẵn. Ví dụ như những cái này là những cái tiếng nó có sẵn nè, mình kiếm cái nào nó có chữ empty á, quay cái đó, nút, quay nút memory value, đúng rồi, hay quay cái empty. nút này, nếu mình thấy empty tức là chắc này trống, mình có thể quay thu được. Còn những cái nào không có tức là nó có tiếng có sẵn rồi đó, ví dụ vậy. Rồi giờ mình tìm cái nào empty đó, thì ví dụ cái này. Rồi thì giờ mình thu thôi. Thì mình đây cái loop station này hay chỗ là mình có thể chọn được cái bit trống. Thì đây em thấy rhythm đây đầm này, mình sẽ chọn on off đó. Nó có cái volume trống lớn nè, tắt nhỏ đó. Tempo mình chỉnh ở đây đó. Nó sẽ hiện ở đây. Rồi nên mình chỉnh tempo bao nhiêu tùy mình, cứ để chuẩn 120. Rồi tắt đi. Rồi mình sẽ chọn điệu, nó vào đây thì mình sẽ có rất là nhiều đó. Rất là nhiều cái beat cho mình chọn đó. Latin, funky, fusion, samba gì đấy, rất là nhiều lắm. Nút này là đạp một lần hai lần rồi. Thì cái này khi mà đầu tiên mình đạp vô đó, tức là đây đang thu, mình đạp cái nữa là nó đó. Đó, ví dụ vậy. Bây giờ ví dụ mình muốn bỏ cái track đó đi á, nhấn stop, sau đó giữ yên, giữ đó, rồi xóa xong rồi đó, rồi trở về cái thu lại từ đầu. Rồi bây giờ thì đây anh thấy là nó có 3 track, 1, 2, 3, thì nó cho mình 3 cái lựa chọn là mình có thể thu được nhiều track trong một bài. Rồi mình thì đây nó có cái này tức là mở cùng lúc 3 track này hoặc là tắt cùng lúc, thì mỗi track tương ứng nó có một cái tắt mở riêng rồi. Còn cái này là cái tổng đó, thì để minh họa thì mình cứ quay dưới đây đi. Rồi để chỉnh volume lên chứ. Cùng lúc
Bây giờ mình muốn lưu cái beat này lại. Thì ở đây nó có cái nút play. Rồi. Play. Mình sẽ nhấn vô. Đó thì ở đây nè, nó cho anh chọn nè. Lưu được số 20, 16, 15. Đó, thì mình chọn tùy thôi. Thì nãy số 20 chứ. Rồi, thì mình nhấn lại một cái nữa. Rồi xong. Rồi bật thử nghe. Thôi bây giờ thử giờ. Để rút điện ra thử nè. Rồi. Rồi. Đó, số 20 mới nãy luôn. Nghe lại. Rồi đổi tên. Giờ bây giờ mình muốn đổi tên của cái này đi để mình nhớ đi. Mình bấm vào đây. Memory edit. Vào, bấm lùi lại. Đây. Đó, thì mình đổi tên như tùy anh. Mình cứ xoay nút này thôi. Rồi bấm ra để lưu lại. Cái khoảng trắng luôn. Để đi ví dụ thôi. Hôm nay quay cứ quay cái này thôi.